Lễ biểu dương doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu Việt Nam ASEAN 2020 vừa diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của các doanh nghiệp Việt Nam được giao lưu, gặp gỡ đối tác trong khối cộng đồng kinh tế ASEAN. Những doanh nghiệp được vinh danh tại giải thưởng này đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước giao lưu, gặp gỡ đối tác trong khối cộng đồng kinh tế ASEAN và ASEAN 3 cộng. Giải thưởng ưu tiên các tiêu chí như là chính sách bền vững, chính sách an sinh xã hội, chính sách phát triển công nghệ và chính sách bảo vệ môi trường. Năm nay, tập đoàn Amway đã đầu tư hơn 500 triệu đô la vào các nền tảng kỹ thuật số, nghiên cứu và đổi mới sản phẩm nhằm xây dựng và hoàn thiện các công cụ kỹ thuật số đề cao tính tương tác và kết nối với khách hàng tiện lợi nhất thông qua việc phát triển chuỗi trung tâm trải nghiệm sản phẩm hiện đại và năng động. Chương trình trao giải 100 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam năm 2019 vừa được VCCI phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công thương phối hợp tổ chức tại Hà Nội. Chương trình nhằm thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp bứt phá trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trên cả nước, đồng thời hướng tới việc tăng cường trao đổi và hợp tác giữa các doanh nghiệp. Nhiều đơn vị đã được vinh danh như Heineken Việt Nam, Vinamilk, Bảo Việt, HD Bank, Novaland. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp Amway Việt Nam được trao danh hiệu này vì những cam kết chất lượng đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng đối với các sản phẩm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Chị không thể tránh tình huống đó thì hãy bắt tay vào xử lý thật nhẹ nhàng. Rất đơn giản, với việc sử dụng nước rửa chén đậm đặc Fish Drops, các anh chị có thể biến công việc rửa chén bát trở nên rất là thảnh thơi. Và bây giờ chúng ta xem là Fish Drops làm công việc ấy như thế nào nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Và để tiến hành kiểm chứng thì chúng ta cần những dụng cụ sau đây: một bình thủy tinh, một ống nhỏ giọt, một hộp nhựa chứa 400ml nước sạch, muỗng inox và ba bình nhỏ giọt lần lượt chứa nước rửa chén đậm đặc Fish Drops, mực và dầu ăn. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Đầu tiên, các anh chị sẽ cho nước rửa chén đậm đặc Dish Drops vào trong ống thủy tinh. Các anh chị lưu ý là chúng ta đã pha loãng nước rửa chén đậm đặc Dish Drops theo tỷ lệ 1:4.
tức là một phần nước rửa chén và 4 phần nước. Sau đó chúng ta sẽ đổ vào đây một chút mực. Tiếp theo chúng ta sẽ khuấy đều dung dịch này lên. Sau khi khuấy đều xong thì các anh chị sẽ lấy một chút hỗn hợp này ra. Sau đó thì chúng ta đổ một chút dầu ăn lên trên muỗng inox và cho một chút hỗn hợp mực và nước rửa chén đậm đặc Distrop vào. Tiếp theo chúng ta sẽ khuấy đều hỗn hợp này để cho các chất hòa tan với nhau. Và cuối cùng là các anh chị sẽ nhúng thìa inox vào trong bình đựng nước. Rất nhẹ nhàng trong khoảng 30 giây. Các anh chị thấy không, sau 30 giây thì thìa đã sáng bóng sạch rất nhanh và hiệu quả phải không? Các bạn thấy đấy, với khả năng làm sạch cực kỳ hiệu quả và tiết kiệm nước khi sử dụng, nước rửa chén đậm đặc Distrop hoàn toàn khiến công việc bếp núc trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Lý do là bởi sản phẩm nước rửa chén đậm đặc Distrop có chứa công thức BioQuest đậm đặc, có khả năng phân hủy sinh học. Bên cạnh đó, với chất xuất từ tinh dầu dừa và lá tía tô, thì nước rửa chén Distrop còn rất thân thiện với làn da của người sử dụng. Nhưng điểm cộng tuyệt vời nhất của nước rửa chén Distrop là gì các bạn biết không? Đó chính là khả năng rửa rau củ quả nữa. Các bạn có thể sử dụng sản phẩm này để rửa rau củ quả ở nhà. Bên cạnh đó còn chưa kể đến khả năng tiết kiệm nước cũng như là bảo vệ môi trường. Thử tưởng tượng, nửa quả táo này là cơ thể của chúng ta trước đây, luôn tràn đầy sức sống. Theo thời gian, các chất oxy hóa sẽ làm cho cơ thể của chúng ta mệt mỏi và lão hóa dần. Chúng ta cần phải làm gì để giữ gìn vẻ thanh xuân và cơ thể tràn đầy sức sống? Hôm nay mình sẽ mang đến cho các anh chị một giải pháp cho sức khỏe. Đó là sản phẩm viên bổ sung Nutrilite Bio-Oxy Plus giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể chống oxy hóa. Để thực hiện phần minh họa này, chúng ta cần chuẩn bị 3 cốc nước thủy tinh miệng rộng 250ml, 1 bình nước sạch, 2 muỗng inox nhỏ, 2 nĩa nhỏ, 1 dĩa thủy tinh, 1 con dao, 1 phần thuốc quỳ tím, 1 cái chày và 1 viên vitamin C. Bắt đầu nhé! Đầu tiên các anh chị hãy cho 1 phần thuốc tím vào ly thủy tinh miệng rộng 250ml. Đổ một lượng nước vừa đủ cho 2 miếng táo. Hòa tan hỗn hợp này. Và đây là 2 miếng táo đã được cắt sẵn. Các anh chị hãy nhìn vào miếng táo đã được cắt như thế này. Bề mặt của nó cũng tương tự như các tế bào cấu tạo nên cơ thể của mình. Thả 2 miếng táo vào trong ly thuốc tím. Các anh chị ngâm khoảng từ 2 đến 3 phút xem tác động của thuốc tím lên 2 miếng táo như thế nào nhé. Và trong khi chờ đợi, chúng ta sẽ phải chuẩn bị thêm một số thứ. Các anh chị hãy dùng chày hoặc dụng cụ nghiền thuốc cán miệng viên vitamin C. Và đây là phần bột vitamin C mà mình đã cán sẵn. Chúng ta hãy cho bột vitamin C vào trong một ly thủy tinh. Đổ nước sạch vào. Và chúng ta cũng hòa tan hỗn hợp này. Cốc thủy tinh còn lại chúng ta sẽ dùng để nựng nước sạch. Đủ thời gian rồi, để xem chúng ta có gì nhé. Đây là 2 miếng táo đã bị oxy hóa và thâm đen. Chúng ta sẽ cho một miếng táo vào ly vitamin C. Miếng táo còn lại chúng ta sẽ cho vào ly nước sạch. Ngâm khoảng 2 đến 3 phút để xem kết quả như thế nào. Wow, nhìn xem, sự khác biệt là rất rõ rệt. Vết thâm đen ở trên miếng táo đã được cho vào ly vitamin C đã hoàn toàn biến mất. Các anh chị thấy đó, với khả năng chống oxy hóa hiệu quả, vitamin C có khả năng làm giảm các hiện tượng kích ứng da, hỗ trợ giải độc và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Có nhiều thử thách cho các anh chị trong cuộc sống, nhưng việc giặt giũ quần áo không nằm trong số đó. Hãy biến chúng thành một công việc dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Sản phẩm nước giặt đậm đặc SA8 với công thức BioQuest có hiệu quả làm sạch cũng như khả năng phân hủy sinh học sẽ là giải pháp hữu dụng để có thể xử lý tất cả các vết bẩn cứng đầu kia. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm chứng hiệu quả của sản phẩm này nhé. Để tiến hành kiểm chứng thì chúng ta cần những dụng cụ sau đây. Một bát thủy tinh lớn có 400ml nước sạch, các vết bẩn cứng đầu thông thường mà chúng ta thường gặp, ví dụ như là dưa hấu, màu điều, nước tương, một chiếc khăn mùi xoa trắng và tất nhiên rồi không thể thiếu sản phẩm nước giặt đậm đặc SA8. Bước đầu tiên chúng ta sẽ làm bẩn chiếc khăn trắng này bằng những vết bẩn mà chúng ta thường gặp, màu điều, nước tương và dưa hấu. Để thấy rõ hiệu quả làm sạch thì chúng ta sẽ đợi các vết bẩn này khô lại. Giống như các bước giặt thông thường thì các anh chị sẽ nhúng qua nước, sau đó vắt khô. Bước tiếp theo chúng ta sẽ đổ sản phẩm
giặt đậm đặc SA8 lên trên các vết bẩn. Thời gian để sản phẩm này phát huy tác dụng là 3 phút. Hết 3 phút thì chúng ta sẽ tiến hành vò chiếc khăn này trong nước sạch. Chúng ta chỉ cần vò một cách nhẹ nhàng thôi. Wow, các anh chị thấy không? Vải đã trắng tinh và không còn một chút vết bẩn nào cả. Rất nhanh và hiệu quả phải không nào? Các anh chị lưu ý rằng với những vết bẩn có nguồn gốc từ đường, đạm hay là dầu thì chúng ta sẽ vò qua những cái vết bẩn này với nước trước, rồi sau đó thì mới sử dụng sản phẩm đậm đặc SA8. Và một điều đặc biệt là mặc dù Dũng đã tiếp xúc với sản phẩm này khá lâu trong thời gian dài, nhưng mà da tay của Dũng vẫn rất là mềm mại, không hề bị khô ráp. Sản phẩm này đã được kiểm nghiệm da liễu và an toàn và rất thân thiện đối với da tay của người sử dụng. Sản phẩm nước giặt đậm đặc SA8 với công thức BioQuest đậm đặc có khả năng phân hủy sinh học, có thể đạt hiệu quả giặt tẩy cao ở mọi loại máy giặt cũng như mọi nhiệt độ nước khác nhau. Sức mạnh giặt tẩy cao nhưng vẫn luôn giữ màu vải sáng đẹp và không phai màu. Rồi, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay Trung sẽ phân tích rõ hơn cho mọi người thấy là kinh doanh Amway là chúng ta sẽ sở hữu, xây dựng và sở hữu mạng lưới người tiêu dùng. Thì mạng lưới người tiêu dùng là như thế nào? Thì cũng giống như Amway trên toàn cầu đã phát triển rất là nhiều hệ thống các siêu thị ở các quốc gia. Gần đây nhất thì chúng ta có siêu thị của Thái Lan. Thì Thái Lan là một nền kinh tế mà một đất nước tương đối là có những điểm tương đồng rất là nhiều so với Việt Nam. Thị trường Thái Lan thì đã phát triển là gần 40 năm rồi. Và hiện tại là ở thị trường Thái Lan thì Amway đã mở khoảng 83 cái siêu thị lớn và nhỏ. Thì Trung đang có trên tay là cái cuốn catalog siêu thị Amway ở Thái Lan. Tất cả là ngôn ngữ là tiếng Thái nha chị. Thì Trung sẽ thông tin sơ qua cho mọi người thấy là ở siêu thị Thái Lan thì cụ thể mình đang kinh doanh cái sản phẩm gì. Thì đầu tiên là có những cái thông tin ban đầu mục lục. Và sau đây chúng ta sẽ để ý ha. Ở đây chúng ta có những sản phẩm rất là quen đúng không ạ? Là iPad, iPhone thì hiện tại cũng đã phân phối ở thị trường Thái Lan. Và ở đây thì đều có hai mức giá, và các chị đều biết á, là nếu mà cái siêu thị của Amway á thì nhập khách hàng bình thường không có thẻ thì không được mua hàng, mà chỉ được mua hàng thông qua hệ thống các nhà phân phối bên dưới để mở thẻ, để có một cái thẻ. Và khi có thẻ thì chúng ta sẽ được vào siêu thị Amway Thái Lan và bất kỳ siêu thị nào để được mua hàng giá gốc và giảm là 10%, đúng không? Rồi. Thông tin ban đầu là những cái thông tin về nhà sáng lập và hai người con. Thì ở đây là các cái siêu thị mà Trung đã tham quan từ năm 2018, là chúng ta sẽ qua cái siêu thị này lớn nhất hiện tại ở Thái Lan. Và đầu tiên cũng là dòng Nutrilite. Thì với cái thị trường phát triển lâu năm giống như thị trường Thái Lan á, thì hiện tại đã có rất là nhiều sản phẩm, rất là nhiều loại vitamin, nhiều khoáng chất. Thì hầu hết những sản phẩm này á, thì cũng đa phần là cũng đã về ở thị trường Việt Nam rồi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ xem về cái sản phẩm của Amway, đó là máy lọc nước E-Green. Thì cái máy lọc nước này ha, ở đây chúng ta có một cái mã QR đó mà. Phải quét thông tin sản phẩm. Rồi, tất cả những sản phẩm các chị để ý ha, mình đều có hai mức giá. Mức giá rẻ hơn và mức giá cao hơn là giá của khách hàng chưa có thẻ. Rồi, thì khi bán máy lọc nước thì chúng ta bán cả phụ kiện luôn các chị ha. Cả phụ kiện luôn. Rồi, các phụ kiện ở đây thì đều có mã số, đều có điểm, có BV ha. Rồi, tiếp theo là chúng ta có cái máy lọc không khí. Thì cái máy lọc không khí này đã về thị trường Việt Nam rồi, với cái phiên bản mini phù hợp với thị trường Việt Nam hiện tại. Tiếp theo chúng ta sẽ lướt qua về dòng Artistry, là mỹ phẩm top 5 mỹ phẩm hàng đầu trên thế giới nha. Thì ở Thái Lan mỹ phẩm Artistry sẽ đa dạng hơn rất là nhiều so với thị trường Việt Nam, vì thị trường chúng ta rất là mới ha. Và ở đây thì cũng có rất là nhiều dòng sản phẩm phù hợp với từng loại da, cũng giống như từ phân khúc thị khách hàng từ lớn tới nhỏ là có ha. Rồi, anh chị xem nha. Đó, rất là nhiều dòng.
mỹ phẩm của chúng ta thì theo cập nhật theo xu hướng của thế giới đầy đủ ha. Đây, đây là dòng cung cấp nước, cái bộ sản phẩm này đã về thị trường Việt Nam rồi. Và bên cạnh đó chúng ta có Artistryman luôn. Và Artistryman đây là thị trường rất là tiềm năng đúng không ạ? Bây giờ hầu như là nam thì cũng quan tâm rất nhiều vấn đề làm đẹp. Rồi, chúng ta có dòng trang điểm cấp. Đó, trang điểm cấp các loại. Và giống như son môi đi, một cái thị trường lớn như giống như Thái Lan á, thì son môi hiện tại có rất là nhiều cái màu sắc khác nhau. Ở thị trường Việt Nam thì chúng ta nhập về, nhưng mà nhập về với số lượng màu sắc giới hạn. Và từ từ nó sẽ tăng trưởng dần. Tại thị trường Việt Nam hiện tại sau khi 10 năm á, 10 năm ở bất kỳ quốc gia nào á, thì cũng là thời gian mà Amway sẽ bắt đầu thâm nhập thị trường. Và sau 10 năm tiếp theo á, sẽ là thời gian bùng nổ thị trường. Và đang là giai đoạn hiện tại đang là bùng nổ thị trường. Rồi, tiếp theo là cái dòng chăm sóc cá nhân ha. Lá khử mùi, sữa tắm vân vân, các chị có để ý ha, rất là nhiều. Rồi, cung cấp nhanh nha. Dầu gội chúng ta cũng có rất là nhiều loại màu, thì chung trước là dùng cái chai này 2 trong 1, mà mình lười cho nên mình muốn là 2 trong 1 luôn, dầu gội về xả luôn. Nhưng gần đây thì đang dùng cái bộ này nha, bộ này các anh chị ha, là bộ chống rụng tóc, mùi rất là dễ chịu, mùi rất là thơm và hiệu quả chống rụng tóc rất là nhiều ha. Thì chung dùng ké thôi chứ thật ra là mình không bị vướng vấn đề về rụng tóc. Rồi, tiếp theo là Emery Home. Emery Home thì anh chị để ý có rất nhiều dòng sản phẩm ở đây. Đây, đây. À, nước giặt, nước xả vân vân, nước rửa chén ha. Rồi, chúng ta nha. Đây là bộ sản phẩm về chăm sóc gia đình đó. Gồm có bộ nồi nè ha, bộ nồi Wings. Rồi, tiếp theo là các phiên bản nồi mà về thị trường Việt Nam, phiên bản gọn hơn. Rồi, kéo rồi đầy đủ ha. Rồi, hiện tại thì Thái Lan cũng có những cái chương trình SOV giống như thị trường Việt Nam để mà thúc đẩy cho khách hàng, những khách hàng mà dùng hàng lâu năm được lợi ích nhiều hơn. Rồi, đây là chúng ta tổng kết lại ha. Và tiếp theo đây là sẽ thông tin với mọi người về những cái sản phẩm mà trong siêu thị Amway nhận phân phối thêm. Việc phân phối thêm này á là nhằm mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Chúng ta có thể vào siêu thị cùng một lúc có thể mua được nhiều sản phẩm, và tất cả những sản phẩm này đều là hàng chính hãng. Chúng ta rất an tâm về vấn đề chất lượng sản phẩm cũng như chính sách của nó. Đồng thời nữa là gì, chúng ta được mua tất cả những sản phẩm này với giá gốc giảm 10%. Thì những sản phẩm này rất là quen đúng không ạ? Nước, các loại nước ho CK nè, Nautica rồi. Rồi ngoài ra thì siêu thị Amway còn phân phối cả máy đo đường huyết đúng không ạ? Máy đo đường huyết, một cái sản phẩm y tế rất là quen ha. Rồi, chúng ta có cái cân đo sức khỏe, chúng ta có máy đo huyết áp của Amron 3M, máy tập thể dục ha, rất là nhiều. Rồi, chúng ta có những cái sản phẩm khác nữ giống như Biore các kiểu ha, rất là nhiều, khăn giấy vân vân. Rồi, chúng ta có chăn ga gối nệm nữa ha, chăn ga gối nệm ở trên. Rồi, các chị để ý ở đây nha, chúng ta có cái chữ là sản phẩm này ha, nêu và là Only Amway. Nghĩa là gì? Đây là dòng sản phẩm mà cái hãng này á, nó chỉ sản xuất cái mẫu này để phân phối vào cái siêu thị Amway thôi. Nghĩa là gì? Chúng ta độc quyền phân phối sản phẩm luôn. Và đó là một cơ hội rất là tuyệt vời nha. Rồi, tiếp theo. Đó, chúng ta có gì ạ? Máy xe tóc ha, máy ép trái cây ha, Philips, những thương hiệu rất là nổi tiếng hiện tại. Electrolux Sharp ha. Nghe các chị xem nha, rất là nhiều, bạn ủi có đầy đủ ha. Rồi, rồi máy giặt vân vân, rồi có tủ lạnh ha, rất là nhiều. Rồi đó, các loại nước để mà chăm sóc cho xe cũng giống như dầu nhớt đó. Những cái sản phẩm này rất là thông dụng. Rồi tiếp theo chúng ta xem ha, chúng ta có cả cà phê của Amway luôn ha. Đây là một sản phẩm của Amway, chỉ Amway mới bán thôi. Rồi ngoài ra Thái Lan còn có cả gạo Thái Lan. Thì thị trường Việt Nam mình cũng là một quốc gia mà tiêu thụ rất là nhiều gạo đúng không ạ? Thì đây cũng là một cái tiềm năng rất là lớn. Mỗi gia đình chúng ta mỗi tháng chỉ cần vài ký gạo thôi, thì nếu hệ thống các anh chị có vài ngàn người thì anh chị thấy không, rất là tiềm năng, rất là tiềm năng. Mỗi ngày người ta dạy, người ta đánh răng, người ta ăn và chúng ta đã có doanh số rồi. Đó, rất là nhiều ha. Các loại dầu, vân vân. Nước trái cây, nước trái cây. Các loại bánh cho trẻ em cũng có rất nhiều ha. Silicon cũng có luôn các anh chị ha. Cả là đồ điện và cũng giống như là pin energizer rất là nhiều.
đó, rất là nhiều. Hy vọng rằng các chị sẽ dành nhiều thời gian hơn để chúng ta tham khảo nhiều hơn những thị trường tiềm năng trên thế giới. Ở đây cũng catalog của Việt Nam đây các chị. Chúng ta đơn giản là đây là một cái cuốn của cái dòng chăm sóc cá nhân thôi. Ngoài ra chúng ta có cuốn của Nutrilite, Artistry, vân vân. Thì những thông tin hầu hết đã có ở đây rồi. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Vì Ngọc Việt cung cấp rất là nhiều cái sản phẩm tốt và chất lượng, thì Amway còn cung cấp cho chúng ta một cơ hội kinh doanh rất là tuyệt vời. Amway một cơ hội chọn đam mê. Đây là trụ sở chính của Amway đặt tại Ada, Michigan, Hoa Kỳ. Và chiều dài của nhà máy này là 3 km và chiều rộng là 1 km xung quanh. Các anh chị thấy không ạ? Cây cối, sông nước rất là trong lành. Đây là thông tin về hai nhà đồng sáng lập, một lịch sử của tinh thần khởi nghiệp. Ngài Zebendo thì từng là chủ tịch phòng thương mại Hoa Kỳ năm 1980, là một người rất là uy tín. Con trai ông là ông Stevendo, đồng chủ tịch hội đồng quản trị của Amway. Ngài Rick DeVos thì là một doanh nhân rất là nổi tiếng ở Mỹ. Và con trai của ông là Doug DeVos, là đồng chủ tịch của hội đồng quản trị Amway. Đây là chặng đường phát triển của Amway. Từ năm 1959 thì ra mắt đầu tiên cái sản phẩm đó là nước tẩy rửa đa năng LOC theo công nghệ sinh học. Và cho đến hôm nay thì Amway đã phát triển rất là lớn và có nguyên một cái hệ sinh thái sản phẩm. Và đây, di sản được tạo nên từ những khoảnh khắc. Công ty của chúng tôi có lịch sử, có một lịch sử đáng chú ý và độc đáo như những người đã tạo ra nó. Đây là 4 nguyên tắc nền tảng của kinh doanh Amway. Đầu tiên là gì ạ? Tự do lựa chọn. Thứ hai, gia đình. Thứ ba là hy vọng. Thứ tư là chúng ta có tưởng thưởng. Đây là 6 giá trị cốt lõi của kinh doanh Amway, là quan hệ đối tác, doanh nghiệp tự do, phát triển bản thân, sự liêm chính, trách nhiệm cá nhân và thành tích. Đây là mạng lưới Amway trên toàn cầu. Thì Amway đã hoạt động tại hơn 109 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thì trên thế giới chúng ta có khoảng hơn 200 nước đúng không ạ? Thì Amway đã phát triển được hơn một nửa rồi. Và đặc biệt là những nước mà Amway phát triển là những nước rất là lớn, kinh tế rất là phát triển. Chúng ta có 6 cái nhà máy sản xuất ở các vị trí chiến lược. Chúng ta có 3 trang trại hữu cơ được chứng nhận và Amway sở hữu và vận hành. Chúng ta có 780 bằng phát minh sáng chế. Đây là một con số rất là lớn, số lượng bằng phát minh sáng chế nha các anh chị. Tại vì giống như Việt Nam chúng ta đi một cái quốc gia nhưng mà chúng ta chỉ có vài bằng phát minh sáng chế thôi. Nhưng mà một tập đoàn giống như Amway đã sở hữu được 780 bằng phát minh sáng chế rồi. Chúng ta có 400 sản phẩm độc đáo, 15.000 nhân viên trên toàn cầu. 15.000 nhân viên này là những người làm việc cho Amway. 1.000 nhà học kỹ sư và chuyên viên. Ngoài ra chúng ta có 11 trung tâm nghiên cứu trên toàn cầu. Đây là Amway ở Việt Nam. Chúng ta có nhà máy ở tại V-Zip 2, Bình Dương. Và nhà máy đầu tiên chúng ta ở tại Amata Biên Hòa Đồng Nai và khai trương năm 2008. Cho đến ngày hôm nay thì chúng ta đã hoạt động ở Việt Nam đã khoảng 14 đến 15 năm rồi. Đây là những cái chương trình, những cái chiến dịch cộng đồng Amway trên toàn cầu và Amway ở Việt Nam đã và đang triển khai. The Power of Five. Đây là Nutrilite, là nhãn hiệu vitamin thực phẩm bổ sung dinh dưỡng bán chạy số 1 thế giới. Đây là một cái dòng sản phẩm chủ lực của Amway. Và cái này chúng ta không phải là tự phong, mà có một cái tổ chức, một bên thứ ba đánh giá, đó là tổ chức Euromonitor. Và đây là một cái lịch sử lâu đời của Nutrilite. Từ năm 1934 ra mắt sản phẩm đầu tiên cho đến ngày hôm nay. Và những cái sản phẩm rất là tốt, rất là tuyệt vời. Chúng ta có một cái hành trình hơn 80 năm liên tục cải tiến và phát triển. Đây là những cái thông tin về trang trại hữu cơ, cũng giống như là chúng ta có những cái chứng nhận quốc tế về nông trại hữu cơ. Chúng ta có Artistry là mỹ phẩm top 5 mỹ phẩm hàng đầu trên thế giới, sánh ngang với Estée Chanel, Lancôme vân vân. Và đặc biệt là gì ạ? Artistry là dòng mỹ phẩm nằm trong top 5 và đặc biệt là phân phối theo mô hình trực tiếp và chúng ta không quảng cáo theo cái cách thông thường, các anh chị ha. Và ngoài ra là Artistry còn là dòng sản phẩm định hướng thuần chay, và chúng ta đã có những cái chứng nhận ở trên thế giới và ở Việt Nam. Đây, Artistry cũng lịch sử lâu đời từ năm 1959 cho đến ngày hôm nay. Đó, và những cái chương trình mà Artistry triển khai trên toàn cầu.
Vừa rồi thì Artistry cũng tài trợ cho cuộc thi Hoa hậu ở Việt Nam. Chúng ta có GNH là cái dòng chăm sóc cá nhân. Rất là tuyệt vời. Chúng ta có Stantinit là bộ sản phẩm chuyên về chăm sóc tóc. Chúng ta có Richter là sản phẩm chuyên về chăm sóc răng miệng. Chúng ta có kem đánh răng bàn chải, đúng mà. Chúng ta có nước súc miệng, chúng ta có xịt thơm miệng. Ngoài ra chúng ta còn có Envy Home là một dòng chuyên về chăm sóc gia đình. Chúng ta sẽ có nước tẩy rửa EOC này, nước giặt SA8 này, nước rửa chén Detrop, và nước rửa chén này có thể rửa được rau củ quả, rất là đặc biệt đúng không ạ, và góp phần vì một thế giới tươi sáng hơn. Và đây những cái thông tin về kinh doanh Amway trên toàn cầu. Đây là cái trang web Direct Selling News, là trang web kinh doanh bán hàng trực tiếp trên toàn thế giới đó. Họ mới tổng hợp và đánh giá thì Amway là đứng đầu danh sách này nhiều năm rồi các anh chị ha. Amway thì doanh số là 8,9 tỷ đô, và những công ty phía sau có thể gấp đôi, gấp nhiều lần so với những công ty đứng phía sau. Một cái tập đoàn Amway rất là lớn hay chứ các anh chị. Rồi cái tờ báo này của VTV nói về con đường tỷ phú, là một cái cuốn hồi ký hấp dẫn của tỷ phú Richie Ford. Đây là tờ báo của chính phủ. Tập đoàn Amway 10 năm liên tiếp giữ vị trí số 1 ngành bán hàng trực tiếp. Rồi. Ngoài ra chúng ta cũng có VnExpress, là tờ báo cũng rất là chính thống luôn ạ. Amway khai trương khu phức hợp kinh doanh trải nghiệm, giống như là mô hình kinh doanh của siêu thị các anh chị ha. Và tờ báo của Kỷ lục Việt Nam cũng đề cập về kinh doanh Amway. Cũng một tờ báo của chính phủ nói về Amway đồng hành cùng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023. Và chắc chắn là kinh doanh Amway á, một cách rất là chi tiết và chuyên nghiệp. Tuy nhiên Trung sẽ dùng những cái thông tin đơn giản nhất, chính thống, để có thể giúp anh chị tóm lược lại cái chế độ trả thưởng Amway, để các anh chị có thể hình dung được là gì ạ. Kinh doanh Amway chúng ta triển khai thế nào ha? Thu nhập đến từ đâu, và chúng ta sẽ phải làm lớn và phát triển nó như thế nào, cũng như là những cái giá trị cốt lõi của kinh doanh Amway là như thế nào các anh chị. Đây, chúng ta ở đây, chúng ta luôn luôn là người tiêu dùng đúng không ạ. Chúng ta dù ở bất kỳ vị trí nào trong xã hội, làm công việc gì, nhưng mà chúng ta cũng đang là người tiêu dùng của một vài cái nhãn hàng nào đó. Khi chúng ta tiêu dùng cái nhãn hàng này, đồng nghĩa là gì? Chúng ta đang từ chối rất là nhiều cái nhãn hàng khác, đúng không các anh chị? Và chúng ta tiêu dùng gì ạ? Chúng ta tiêu dùng kem đánh răng nè, nước rửa chén nè, dầu gội nè, sữa tắm, mỹ phẩm, thực phẩm, vân vân, rất là nhiều sản phẩm đúng không? Và thường chúng ta có thống kê chi phí tiêu dùng này hay không? Rất là ít người quan tâm đến chi phí tiêu dùng này, và nó một con số rất là lớn các anh chị. Tại vì hàng năm chúng ta phải mua. Đây, thường chúng ta mua sản phẩm ở đâu ạ? À, cửa hàng bán lẻ, có thể là siêu thị hoặc là tiệm tạp hóa đúng không ạ? Và thường nó sẽ qua cái kênh như thế này: bán buôn, đại lý khu vực, tổng đại lý, và đến từ nhà sản xuất. Điều đặc biệt là chúng ta người tiêu dùng ở đây, chúng ta không thể một bước nhảy qua nhà sản xuất để mua hàng được. Và các khâu trung gian này á, lợi ích của cái việc cung cấp sản phẩm nó sẽ nằm ở khâu trung gian này các anh chị. Còn có cả chi phí mặt bằng, chi phí quản lý tiêu thụ nữa. Ngoài ra chi phí rất lớn đến từ việc quảng cáo sản phẩm, và chúng ta là người tiêu dùng ở đây, chúng ta phải chịu chấp nhận là gì ạ? 100% chi phí, nghĩa đi cái sản phẩm không có câu quảng cáo, nhưng khi chúng ta mua sản phẩm chúng ta vẫn chọn chấp nhận là gì ạ? Có chi phí quảng cáo trong giá thành sản phẩm rồi. Và Amway ở đây, Amway có nhà máy và Amway có cửa hàng. Amway có tất cả những cái sản phẩm mà chúng ta đang dùng luôn. Ở đây chúng ta có kem đánh răng glitter, có nước rửa chén Detrop, có dầu gội Santinit mà, có sữa tắm GNH, có mỹ phẩm Artistry, có thực phẩm là Nutrilite hơn 80 năm rồi. Và Amway chỉ phân phối bằng kênh duy nhất là nhà phân phối và đến tay người tiêu dùng. Cho nên là gì ạ? Với hình thức này thì nếu mà chúng ta thấy sản phẩm Amway tốt và chỉ muốn dùng hàng thôi, thì chúng ta có thể mở một cái thẻ khách hàng để sử dụng hàng với giá gốc giảm 10%. Đúng không ạ? Và các anh chị hoàn toàn có thể là gì ạ? Mở cái thẻ nhà phân phối để được mua hàng giá gốc và sở hữu cơ hội kinh doanh Amway rất là tuyệt vời, với hơn 10 loại hoa hồng giải thưởng từ công ty anh chị. Đó là lựa chọn các anh chị ha. Và sau đây mình sẽ tóm lược 10 loại hoa hồng của Amway. Đầu tiên đó là hoa hồng bán lẻ 10%. Đây là lợi nhuận bán lẻ giữa cái việc mà mình có thẻ, mình mua giá gốc và mình bán cho khách hàng là người tiêu dùng. Không có thẻ thì chúng ta có khoảng chênh lệch là 10%. Rồi. Cái thứ hai chúng ta có hoa hồng thành tích. Hoa hồng thành tích này là tính theo tháng,
định kỳ hàng tháng chúng ta sẽ tổng kết để mà được trả cái phần hoa hồng. Thì doanh số bắt đầu từ mã số thẻ của chúng ta phát triển về phía sau. Nếu một tháng đó là được 6 triệu thì chúng ta được khoản hoa hồng thành tích là thêm 3%. Nếu 15 triệu thì là 6%, khoảng 30 triệu thì là 9%, khoảng 60 triệu thì là 12%, khoảng 100 triệu thì là 15%, khoảng 170 triệu thì là 18%, và cao nhất là 252 triệu thì là 21%. À. Ngoài ra chúng ta có hòm Bronze là từ 15 đến 20%. Thì khi các anh chị tham gia khóa đào tạo cơ bản của công ty, các anh chị sẽ được phân tích rất là kỹ vào hòm này. Cái tiếp theo nữa chúng ta có hòm Ruby là hòm vượt doanh số. Nghĩa là gì ạ? Chúng ta double cái doanh số, thành tích cao nhất là khoảng 252 triệu này, là chúng ta đạt được một tháng khoảng trên 500 triệu á, thì chúng ta sẽ được thêm 2% hòm Ruby. Rồi ngoài ra chúng ta có hòm lãnh đạo 6%. Đây là tiền trả cho chúng ta cái công sức là giúp đỡ một nhánh, một người có thể thành công được. À. Ngoài ra chúng ta có hòm phát triển hệ thống 1%. Thì cái ở trên hòm lãnh đạo 6% này thì giúp chúng ta có động lực phát triển, hỗ trợ phát triển theo chiều ngang. Thì có hòm phát triển hệ thống 1% này giúp chúng ta có thêm cái động lực để phát triển theo chiều sâu, để giúp cho hệ thống chúng ta bền vững và kinh doanh chúng ta có tính đảm bảo. Và tiếp theo nữa chúng ta có hòm cổ đông 0,25%. Chúng ta có phần thưởng tiền mặt một lần và các loại hoa hồng theo năm khác. Đây. Rồi bạn ở đây, bạn chính là anh chị đó. Rồi, anh chị bắt đầu là chúng ta chỉ làm một động thái duy nhất là gì ạ? Thay đổi sản phẩm sang quay trải nghiệm thử. À, nếu chúng ta trải nghiệm thử chúng ta thấy tốt thì chúng ta bắt đầu đi chia sẻ. Các anh chị ha. Rồi, cái giá trị đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đó là Amway là sự nghiệp của bạn. Bạn là người làm chủ. À, bạn muốn bán bao nhiêu sản phẩm là do chính bạn quyết định. Bạn có thể bán 20 triệu, bạn có thể bán 200 triệu và bạn cũng có thể bán 2 triệu, đúng không nào? Đây, thì khi làm chủ mình sẽ đưa ra con số để mình tính thứ như thế nào, đúng không ạ? Thì 20 triệu này so với bản thành tích bên này là nó trên 15 triệu và dưới 30 triệu. Như vậy là chúng ta sẽ được thành tích là 6%. Thì 6% của chúng ta được tính như thế này. Lấy 20 triệu nhân 6% thì chúng ta sẽ được 1 triệu 2. Ngoài cái khoản hoa bán lẻ chúng ta đã bỏ tiền túi rồi, đúng không ạ? Ừ, chúng ta còn trên là chúng ta bỏ túi rồi. Thì cái hoa thành tích này khoảng 1 triệu 2. Các anh chị sẽ nói với chung là ồ, cái thu nhập này nó không lớn, đúng không ạ? Rất là nhỏ. Nhưng các anh chị sẽ so sánh với những cái kinh doanh làm chủ khác bên ngoài, khi chúng ta mở cửa hàng này, khi chúng ta mở quán cà phê này, hoặc là khi chúng ta mở tiệm tạp hóa này đó, thì chúng ta thường là mở kinh doanh của mình và bỏ rất là nhiều vốn đầu tư ở đó, và thường những cái tháng đầu tiên chúng ta sẽ không có thu nhập, thậm chí chúng ta lỗ, hoặc là lỗ cả năm hoặc lỗ nửa năm luôn các anh chị. Nhưng mà kinh doanh quay chúng ta chưa phải đầu tư gì cả, nhưng mà chúng ta có một xíu tiền, đó là tiền dương, đúng không nhỉ? Đúng không các anh chị? Rồi. Và em quay á, không phải chỉ là việc bán hàng, mà chúng ta còn có thể là gì ạ? Tiếp tục xây dựng mạng lưới và bảo trợ. Giả sử ở đây á, bạn lựa chọn bạn bảo trợ 4 người. Và bạn cũng có thể bảo trợ 10 người, và bạn cũng có thể bảo trợ 40 người, hoặc là bạn không bảo trợ cũng được. Bởi vì đây là sự nghiệp của bạn. Và trong Amway thì không hề có quy định. Và Trung thích Amway á, là bởi vì Amway không hề quy định Trung á, phải làm việc gì. Muốn làm nhiều hay ít là do chính mình quyết định. Nên bạn làm chủ, bạn có thể quyết định bảo trợ 4 người hoặc là 40 người. Thật sự thì tôi rất là thích Amway á, là bởi vì Amway không quy định tôi lúc nào á, phải làm Amway. Và làm bao nhiêu á, là do chính tôi quyết định. Cho nên tôi á, có thể quyết định được tương lai của chính mình. Điều mà tôi thích nữa với Amway á, đó chính là Amway rất là công bằng. Thì công bằng như thế nào đây? Giả sử lúc này bạn bảo trợ 4 người A, B, C, D. Và bây giờ A, B, C, D mỗi người á, chỉ bán là 20 triệu thôi. Có phải lúc đầu khi bạn bán được 20 triệu, bạn đạt thành tích là 6% và bạn sẽ nhận được 1 triệu 2, đúng không? Đây, thì những người A, B, C, D cũng bán được 20 triệu thì họ cũng sẽ được nhận được 6%, là khoảng 1 triệu 2 y chang như bạn tháng vừa rồi. Nó không quyết định bởi việc đó bạn gia nhập trước hay sau, mà nó sẽ dựa vào bản thành tích của bạn. Doanh số của bạn tạo ra nhiều thì bạn nhận được nhiều. Và hôm nay bạn ngồi việc đó, tạo ra doanh số 20 triệu cho riêng mình ở đây, thì bạn còn công việc của bạn làm còn nhiều hơn cả A, B, C, D nữa. Bởi vì bạn ngồi việc bán 20 triệu,
Bạn còn bảo trợ, quản lý và đào tạo họ làm thế nào để có thể tạo được doanh số là 20 triệu. Cho nên á, bạn làm nhiều thì bạn sẽ được nhiều. Bạn làm nhiều hơn thì Amway sẽ trả thưởng cho bạn nhiều hơn. Và tính như thế nào đây? Hôm thành tích của bạn sẽ được tính là doanh số của cả đội nhóm bạn là 100 triệu nhân với thành tích của cả đội nhóm là 15%. Trừ đi thu nhập của những người ABCD đã nhận rồi thì lấy 15 triệu của cả nhóm này trừ cho 4 triệu 8 thì của bạn sẽ là 10 triệu 2. Đúng không ạ? Và bây giờ bạn đã kiếm được nhiều như vậy rồi và ABCD họ cũng mong muốn kiếm được số tiền này. Bây giờ bạn đã đủ kinh nghiệm cũng như là kiến thức rồi thì bạn biết cách làm như thế nào để bảo trợ cũng như là đào tạo. Và nếu bạn chịu thì bạn hãy giúp cho họ để họ cũng có thể bảo trợ người và y chang như vậy. Họ cũng đang làm cái sự nghiệp của chính họ. Nên ABCD trong đó sẽ có người bảo trợ 4 người, cũng có người là bảo trợ 40 người. Và để dễ dàng trong việc tính toán, chắc chắn là lúc bảo trợ sẽ có người bảo trợ nhiều và ít. Nhưng mà để dễ tính toán thì mình cũng sẽ đưa ra con số là 4 người. Đó. Và lúc này ABCD á, họ cũng đang phát triển kinh doanh của họ nè. Họ cũng giúp được cho mỗi người là 4 người. Đó, các anh chị thấy cái mô hình này không ạ? Đó. Thì nếu mà họ phát triển ra thì họ cũng sẽ nhận được cái số tiền y chang như bạn tháng vừa rồi là gì ạ? Là 10 triệu 2 mỗi người. Cho nên Amway á, là một cái sự nghiệp con người, giúp đỡ con người. Khi bạn giúp cho người A, B, C, D kiếm được nhiều tiền hơn á, thì lúc này Amway sẽ trả thưởng cho bạn thù lao nhiều hơn. Cụ thể hoa hồng của bạn lúc này nó sẽ như thế này: lấy doanh số cả đội nhóm nhân với thành tích là 21% của cả nhóm trừ cho thu nhập của người ABCD đã nhận rồi. Đó, thì các anh chị lấy là 88 triệu 2 trừ cho 40 triệu 8 thì thu nhập của chúng ta lúc này sẽ là 47,4 triệu. Cho nên Amway á, là một sự nghiệp lớn. Có lẽ ban đầu á, kinh doanh Amway vẫn chưa thấy gì hết nhưng mà tiềm năng phát triển của Amway rất là rộng lớn. Nó có thể bội tăng và trở thành một cái kinh doanh rất là lớn. Nên thành công của mình nó không bao giờ bị giới hạn. Và Trung rất là hào hứng với sự nghiệp kinh doanh Amway này đó, là bởi vì Amway không hề hạn chế khả năng phát triển của mình. Và trong Amway không bao giờ có cái đỉnh cao. Cũng như trong Amway doanh số không bao giờ có cột mốc đỉnh điểm. Tức là khi mà bạn muốn phát triển lớn, bạn sẽ làm lớn như là bạn mong muốn. Ngày hôm nay bạn bảo trợ 4 người và bạn có thể xây dựng ra hệ thống mạng lưới lớn như vậy rồi. Bạn có một mức thu nhập là khoảng 47,4 triệu. Vậy nếu mà như bạn muốn làm lớn, trong quay không hề quy định bạn chỉ được bảo trợ 4 người. Vậy bạn có thể bảo trợ 8 người hay không? Bạn có thể bảo trợ là 40 người hay không? Và nữa, khi chúng ta phát triển được người A rồi, họ tiếp tục phát triển, mà họ có thể lên được 21% không? Và khi người A phát triển và tiếp tục phát triển xuống, cũng như vậy là người B, người C, người D, họ cũng tiếp tục phát triển. Khi mà mình giúp cho người A đạt được cái doanh số là 21%, thì Amway sẽ trả thưởng cho mình là 6% doanh số của 400 triệu. Nó sẽ tính như thế này. Lấy 400 triệu doanh số của người A, hệ thống người A nhân với 6% hồng lãnh đạo là khoảng 24 triệu. Có phải là người giúp người đúng không ạ? Nhưng đối với chúng ta đó là một sự nghiệp đảm bảo là không làm mà có tiền. Vì mỗi tháng á, họ đạt được 21% thì mình sẽ đều đặn nhận 6% là 24 triệu này. Như vậy là nếu một năm thì sao ạ? Thì là 24 triệu nhân 12 tháng là chúng ta sẽ được Amway trả cái công sức mà chúng ta giúp đỡ cho người A đạt được 21% trong vòng một năm á, là khoảng 288 triệu. Nếu như người A đạt được 10 năm thì chúng ta sẽ lấy 288 triệu nhân cho 10 năm là khoảng là 2,88 tỷ. Nếu mà 20 năm, nếu mà 20 năm thì như thế nào ạ? Nếu thì 30 năm thì như thế nào ạ? Đó. Và nếu mà suốt cả cuộc đời này người A đạt được thì mình đều nhận được suốt cuộc đời này luôn. Đây chính là hoa hồng 6% mà có thể kế thừa và mang lại cho mình sự đảm bảo. Và nếu như người B đạt được thì mình cũng sẽ nhận được 6% này. Nếu người C đạt được thì mình cũng sẽ nhận được thêm 6%. Không phải chỉ nhận một lần mà là có thể nhận được liên tục và liên tục. Cho nên cái hoa hồng của Amway có thể kế thừa và mang lại sự đảm bảo cho mình là không làm vẫn có tiền. Nên các anh chị. Cho nên khi mà một nhóm mà mình đã nhận được nhiều như thế này rồi
Nếu là 3 nhóm thì sao? Nếu là 4 nhóm thì sao? Nếu mà chúng ta giúp cho 10 nhóm như thế này thì sao? Cho nên đó là khoản thu nhập rất là khổng lồ nha các anh chị. Còn nữa, với hoa hồng 24 triệu này mỗi tháng á, thì bạn sẽ sở hữu căn nhà giá trị bao nhiêu để mà bạn cho thuê để bạn được 24 triệu mỗi tháng, hoặc là mình phải bỏ bao nhiêu tiết kiệm trong ngân hàng thì mình mới có thể nhận được cái số tiền là 24 triệu mỗi tháng. Như vậy á, mình chỉ cái đào tạo và đưa một người trở thành ông chủ mà mình đã nhận được số tiền như vậy rồi. Cũng như bạn là gì, có một cái căn nhà cho thuê giá 24 triệu mỗi tháng mà không phải tốn tiền mua nhà, và cái thu nhập này á, là suốt đời và có thể kế thừa lại, là không làm mà có tiền nữa các anh chị. Đúng không ạ? Khoản thu nhập rất là khổng lồ. Và tiếp theo mình muốn nói rõ hơn về cái tính bền vững của kinh doanh Amway. Chắc chắn là bạn vào kinh doanh Amway, bạn sẽ được bảo trợ từ một người nào đó. Đúng không ạ? Có thể là Trung hoặc là ai đó nha. Thì người bảo trợ bạn ở đây phát triển ra bạn, giúp cho bạn được 21%. Bạn được bảo trợ về sau và bạn giúp cho người B và hai người nữa cũng đạt được 21%. Người B là được giới thiệu từ bạn đúng không? Họ phát triển ra được 6 6 nhánh, 6 người thành công. Thì theo như cái cách hiểu của bạn á, thì giữa cái người bảo trợ này, bạn và người B, thì trong ba người này ai sẽ là người có cái thu nhập cao nhất cho Amway? Có rất nhiều người sẽ trả lời là người bảo trợ, hoặc là bạn, hoặc là người B đúng không ạ? Thì hầu hết mọi người cũng sẽ trả lời là người bảo trợ, bởi vì tôi thấy là cái doanh số này đều là tính tổng lên cho cái người người bảo trợ hết. Tuy nhiên cách tính của Amway là như thế này các anh chị. Cái người bảo trợ này chỉ giúp cho một mình bạn thôi, thì họ sẽ được là 24 triệu này nhân cho một. Còn bạn vào sau, nhưng bạn nỗ lực hơn, bạn giúp cho người B và hai người nữa thì sẽ là 24 triệu nhân nhân 3. Và cái thành tích lúc này của bạn á, là cái danh hiệu của bạn sẽ được nhận là Emerald. Đó là một cái mức mà thành tích rất là ok. Và người B vào sau bạn nhưng nỗ lực phát triển cho 6 người thì họ sẽ được 24 triệu nhân 6, và danh hiệu họ được Amway công nhận đó là Diamond. Là một cái vị trí rất là ok, rất là tốt. Đó, và đặt trường hợp ở đây, bạn ở đây, khi mà bạn phát triển bạn được Emerald, bạn có 3 nhánh thành công như thế này. Đặt trường hợp là cái tháng đó, cái năm đó bạn không có làm, bạn tạm ngưng cái kinh doanh Amway này để bạn làm cái chuyện khác của bạn, thì liệu rằng trong cái thời gian tạm ngưng đó bạn có thu nhập từ Amway hay không? Có đúng không? Tại vì sao? Bởi vì cái kinh doanh này khi các bạn giúp cho những người này họ phát triển kinh doanh đó, thì họ cũng đang làm cho chính kinh doanh của họ. Cho nên cái việc mà bạn có phát triển hay không, bạn có làm hay không thì cũng không quan trọng nha các anh chị. Họ cũng sẽ phát triển kinh doanh, và họ sẽ vì những cái mục tiêu của họ để phát triển. Cho nên là cái hệ thống này càng phát triển, càng phát sinh doanh số, thì bạn sẽ được Amway trả cho cái công sức mà bạn đã phát triển lúc từ đầu. Đó là một tính đảm bảo. Và điều đặc biệt là cái thu nhập này, cái hệ thống này có thể thừa kế lại cho con cái của bạn. Nghĩa là gì ạ? Khi bạn có con của bạn 18 tuổi, thì nếu mà bạn hoàn toàn nó có quyền nó thừa kế cái hệ thống của bạn rồi. Nha. Khi mà bạn dừng ở vị trí Emerald thì bạn sẽ thừa kế cái mã số Emerald này cho con của bạn. Nghĩa là khi khi mà con bạn ra đời là nó đã có một cái vị thế rất là ok ở bên ngoài xã hội rồi. Hoặc nếu là bạn là Diamond thì con của bạn nó sẽ thừa kế cái mã số của Diamond. Rất là tuyệt vời. Và điều đặc biệt là gì ạ? Nếu con bạn có những cái khi nó phát triển lớn lên á, thì nó có những cái định hướng khác, có thể là nó tiếp tục phát triển Amway, hoặc có thể là nó sẽ phát triển theo cái đam mê của nó. Nhưng mà gì ạ? Cái thu nhập của Amway vẫn nuôi cho cái sự nghiệp, nuôi cho cái ước mơ của nó để hoàn thành. Đây một khoản thu nhập rất là tốt và rất là bền vững, một giá trị rất là tuyệt vời từ Amway. Nha các anh chị. Ngoài ra Amway có rất là nhiều cái danh hiệu trên toàn cầu. Và các anh chị hoàn toàn có thể đặt mục tiêu là những cấp độ rất là cao cho Amway. Các anh chị hoàn toàn có thể đặt mục tiêu. Và Amway có một cái barem sẵn rồi các anh chị. Rất là công khai, rất là minh bạch để các anh chị có thể theo đuổi. Và Amway là một cái tập đoàn phát triển đã gần 70 năm và hơn 109 quốc gia rồi. Cho nên những gì mà Amway nói là Amway đã làm được rồi các anh chị ha. Đây là hai vị lãnh đạo của hệ thống của chúng ta, là Founder EDC Hoàng Yến và Khánh Cường, cũng giống như là vị lãnh đạo thuyền trưởng của hệ thống Gen One, đó là anh Võ Thanh Minh. Rất là giỏi ha. Đây là những cái chuyến mà Trung
đi cùng đi phát triển thị trường với các lãnh đạo. Và Trung có một cái chuyến đi Thái Lan năm 2018 cũng gần một tuần. Và mình thấy được cái thị trường Thái Lan, một cái thị trường phát triển Amway đã gần 40 năm rồi. Cho nên những cái gì mình nhìn thấy ở đó, đó là tương lai phát triển ở thị trường Việt Nam sắp tới. Chúng ta là một cái đất nước phát triển chỉ mới gần 14-15 năm thôi, còn người ta đã phát triển 40 năm. Cho nên các anh chị nếu có cơ hội, nếu có điều kiện, các anh chị cũng nên đầu tư cho mình những cái chuyến đi nước ngoài để giúp cho anh chị có một cái định hình tư duy bền vững, hiểu được cái giá trị cốt lõi, cũng giống như là nhìn thấy được tương lai của Amway, thì các anh chị mới thấy tiềm năng lớn. Các anh chị nên về Việt Nam làm phát triển tập trung mà. Thì Amway Việt Nam mình là 14 năm thôi, nhưng mà đã có luôn cái siêu thị rồi. Amway Center ở 410 BCD thì Trung có đề cập ha. Nguyễn Thị Minh Khai ở bên quận 3 đó các anh chị. Đây, đây là những cái hình mà Trung. Đó thì Amway cũng về luôn cái máy lọc không khí ở thị trường Việt Nam rồi. Một cái máy lọc này rất là tốt các anh chị ha. Các anh chị nên nghiên cứu về máy lọc này, tại vì không khí bây giờ cực kỳ là ô nhiễm rồi các anh chị. Đó, đây là những cái pin thành công cho Amway, thì các anh chị hoàn toàn có thể đặt mục tiêu là mình muốn đạt được cái pin nào. À, các anh chị, đây là những anh chị thành công của Amway Việt Nam. Rồi, Trung cảm ơn phần lắng nghe của các anh chị, và thật sự là chân thành khuyên các anh chị mình khi mà đã tiếp cận, đã biết đến kinh doanh Amway, thì các anh chị nên nghiên cứu một cách rất là nghiêm túc với cái sự nghiệp này. Các anh chị, những cái thời gian công sức mà anh chị bỏ ra nghiên cứu cái sự nghiệp này rất là đáng để các anh chị có những cái thu hoạch cho riêng mình. Ngoài ra là sản phẩm Amway thì rất là tốt, các anh chị hoàn toàn có thể là gì nghiên cứu thêm về sản phẩm của Amway để chúng ta có những cái sự lựa chọn tốt hơn cho bản thân và cho gia đình mình. Xin cảm ơn phần lắng nghe của các anh chị rất là nhiều. Chúng cảm ơn. Thế giới đang chứng kiến sự phát triển thần tốc của công nghệ số và đặc biệt là số người sử dụng mạng xã hội tăng cao. Theo một báo cáo mới đây của trang web datareportal.com, trong 7,8 tỷ người trên thế giới, số người sử dụng điện thoại thông minh là 5,2 tỷ, chiếm 66% dân số. Số người sử dụng mạng xã hội thường xuyên là 4,2 tỷ, chiếm 54% dân số. 82% số người dùng Internet trong độ tuổi từ 16 tới 64 tìm kiếm sản phẩm trên nền tảng trực tuyến, và 77% người dùng đã từng mua sản phẩm qua nền tảng này. 7 trên 10 app điện thoại được sử dụng nhiều nhất có liên quan tới mạng xã hội bao gồm Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Báo cáo của Data Reportal cũng chỉ ra rằng tổng số 98 triệu dân Việt Nam, số người sử dụng mạng xã hội thường xuyên là 72 triệu người, chiếm 74% dân số cả nước. Số người trong độ tuổi từ 16 đến 64 là 66 triệu người. Chúng ta sẽ tập trung vào tìm hiểu đối tượng người từ 16 đến 64 tuổi này. 97% nhóm tuổi này sở hữu điện thoại thông minh. 63% nhóm người này tìm hiểu và đưa ra quyết định mua hàng sau khi nghiên cứu trên nền tảng mạng xã hội. 86% nhóm tuổi này tìm kiếm sản phẩm trên nền tảng trực tuyến và 79% đã từng mua sản phẩm qua nền tảng trực tuyến. Từ đó có thể kết luận, thương mại mạng xã hội ở Việt Nam là một thị trường vô cùng tiềm năng và phát triển mạnh mẽ. Trong khi đó, tình hình kinh tế chung bị ảnh hưởng mạnh do tác động của dịch Covid-19, dẫn tới bức tranh kinh tế hậu Covid-19 có những thay đổi đáng kể. Tính đến tháng 12 năm 2020, cả nước có 32 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng việc làm, theo số liệu của Tổng cục Thống kê. Không chỉ người lao động, các doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Căn cứ báo cáo của Bộ Công Thương, trong 6 tháng đầu năm 2021, có hơn 70.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 là hơn 35.000 doanh nghiệp.
Chính những khó khăn đó đã dẫn tới tình hình kinh doanh hậu Covid-19 có những thay đổi đáng kể. Các hoạt động trực tiếp bị hạn chế, rất nhiều hoạt động phải đổi sang hình thức trực tuyến. Đặc biệt là những hoạt động tham gia đông người trong không gian hẹp khép kín bị tác động không ít. Do đó, xu hướng gặp gỡ, mở rộng mối quan hệ bạn bè trên các nền tảng mạng trực tuyến, mạng xã hội phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Bên cạnh đó, thói quen tiêu dùng thay đổi, con người có xu hướng chuyển sang mua sắm trực tuyến. Báo cáo Facebook của tháng 6 năm 2021 cho thấy, mua sắm trên nền tảng trực tuyến sẽ trở thành xu hướng tiêu dùng mới, thay vì chỉ là hình thức ứng phó trong thời điểm đại dịch xảy ra. Hơn thế nữa, tỷ trọng ngành hàng thay đổi do người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe bằng cách tăng chi tiêu cho ngành hàng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và các nhu cầu thiết yếu. Người tiêu dùng Việt Nam tích cực tìm kiếm thông tin về các lối sống xanh để chăm sóc sức khỏe toàn diện. 82% người tiêu dùng được khảo sát cho biết họ đã tìm kiếm thông tin liên quan đến lối sống lành mạnh. Ngoài ra, ngày càng có nhiều người lao động tìm đến những công việc bán thời gian với tính linh hoạt cao. Do đó, xu hướng nền kinh tế việc làm tự do đang dần thay thế các ngành nghề truyền thống vì tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất ổn và không còn an toàn như trước. Thêm vào đó, tự chủ tài chính giúp mọi người có khả năng thích ứng linh hoạt với các biến đổi của thị trường. Tuy nhiên, những thay đổi này cũng đưa đến những cơ hội rất lớn cho bất cứ ai biết nắm bắt. Vì vậy, vì sao cơ hội kinh doanh Amway lại tiềm năng và phù hợp hoàn toàn với xu hướng trong bối cảnh kinh doanh hậu Covid hiện nay? Amway sản xuất và phân phối các dòng sản phẩm chất lượng cao và thân thiện với môi trường. Đây là những điểm tạo nên sự khác biệt của Amway. Do đó, Amway phù hợp với xu thế hiện nay khi người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn tới các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Trong đó, Nutrilite hơn 13 năm giữ vững danh hiệu, nhãn hiệu thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, vitamin và thực phẩm bảo vệ sức khỏe bán chạy số 1 thế giới. Sản phẩm protein từ nhãn hiệu Nutrilite là thực phẩm bổ sung protein bán chạy số 1 thế giới. Ngoài ra, sản phẩm Artistry tận dụng nguồn nguyên liệu dưỡng chất thực vật từ cánh đồng hữu cơ Nutrilite được chứng nhận ở Hoa Kỳ, Mexico, Brazil và áp dụng khoa học làn da tiên tiến từ Artistry tạo ra sản phẩm dinh dưỡng cho làn da. Bên cạnh đó, hơn 40 công thức sản phẩm chăm sóc gia dụng của Amway được công nhận bởi chương trình Shepherd's Choice của Tổ chức Bảo vệ Môi trường tại Mỹ. Đặc biệt hơn, nhờ vào tầm nhìn của ban lãnh đạo tập đoàn mà Amway đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ để đón đầu xu thế. Trong năm 2020, Amway đã đẩy mạnh đầu tư 500 triệu đô la vào các nền tảng kỹ thuật số bao gồm nâng cấp trang web giúp nhà phân phối dễ dàng trong hoạt động kinh doanh, phát triển các công cụ đào tạo trực tuyến bên cạnh hình thức trực tiếp giúp nhà phân phối làm chủ kiến thức chuyên môn về sản phẩm, nâng cao kỹ năng kinh doanh và chủ động việc học mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra, Amway tập trung xây dựng các chương trình phát triển cộng đồng như cộng đồng chăm sóc sức khỏe Body Care, cộng đồng làm đẹp Home Beauty, cộng đồng yêu thích ẩm thực Home Party, cộng đồng 3T trên cả hai nền tảng online và offline. Các động thái này giúp các nhà phân phối xây dựng thương hiệu cá nhân trên nền tảng mạng xã hội, kết hợp hoạt động trực tiếp để thu hút người tiêu dùng trẻ, kết nối mạnh mẽ với nhiều đối tượng khách hàng tiềm năng trên nền tảng mạng xã hội. Từ đó, nhà phân phối gia tăng thu nhập thụ động và tiến nhanh hơn đến đất hàng thành công tại Amway. Có thể nói, Amway chính là sự nghiệp kinh doanh tự chủ cả về tài chính lẫn thời gian, nơi nhà phân phối có thể linh hoạt trong cả công tác quản lý lẫn vận hành. Mô hình này giúp các nhà phân phối thích ứng dễ dàng với các biến đổi của môi trường kinh doanh. Cơ hội kinh doanh Amway phù hợp hoàn toàn với xu thế tất yếu trong thời buổi nhiều biến động như hiện nay. Tiềm năng cơ hội kinh doanh Amway là rất lớn và dành cho tất cả mọi người. Chỉ cần bạn có niềm tin, có tình yêu và kiên trì với lựa chọn của chính mình, tại Amway, chúng tôi sẽ giúp bạn thành công. Cùng nhau, chúng ta kết nối và gắn kết chặt chẽ hơn với hoạt động kinh doanh này để mang đến cho cộng đồng cuộc sống tốt đẹp hơn và khỏe mạnh hơn. Qua đó, chúng ta có thể thấy rõ, thời cuộc xoay chuyển không ngừng, chuyển mình là xu thế tất yếu, lựa chọn là của bạn. Cảm giác rất là tuyệt vời các anh chị, cứ mỗi lần xuống sân bay lại được anh Triều ra tiếp đón tất cả các đoàn, và quan trọng nhất là anh đều kết cho mỗi người một cái vòng hoa rất là đẹp trên cổ này. Nó là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời các anh chị.
lãnh đạo của Huawei đến với Mỹ. Và ngày hôm nay, Huawei đã thuê hẳn một chuyến hạm này để tổ chức một buổi tiệc chào đón tất cả lãnh đạo đến với Mỹ. Và lần tới, chúng tôi sẽ chào đón tất cả các bạn. Go Diamond! Chuẩn bị ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi, tất cả mọi thứ đều chu đáo và ấn tượng trong từng khoảnh khắc. Những cảm xúc được trân trọng cũng như là tất cả mọi cái công tác chuẩn bị của công ty Amway, tôi rất cảm ơn. Bạn lặn biển và ngắm cá mập. Một cái cảm giác rất là tuyệt vời các bạn. Cảm giác sẵn sàng của anh rất kỳ diệu. Rất là tuyệt vời. Và không bao giờ có cảm giác vô cùng mới lạ và nhất là thế. Để chúng ta có một buổi tiệc là chung vui với nhau, đúng không ạ? Và chúc cho tất cả Amway của chúng ta tiếp tục tăng trưởng phát triển, đúng không ạ? Và bây giờ tất cả Vẫn mãi là số 1.
bởi vì khoa học, bởi vì công nghệ và bởi vì chính là các bạn, những nhà phân phối Amway với tình yêu Nutrilite luôn luôn là cháy bỏng đúng không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt Mỹ và tạm biệt đoàn Amway với những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời trong những ngày qua, và mong rằng các anh chị luôn giữ gìn sức khỏe và cố gắng nỗ lực để đạt được những thành tích cao hơn nữa trong kinh doanh của Amway. Hẹn gặp lại ở Sydney. Cùng với tất cả các Diamond đang chuẩn bị trải nghiệm một cái trải nghiệm vô cùng tuyệt vời khi đến Interlaken, đó là dù lượn, và cũng cảm giác lơ lửng giống như là mình là chim đang có cánh bay lượn trên bầu trời, thật là tuyệt vời. Do đó hãy go Diamond để có những trải nghiệm tuyệt vời như thế này nhé. Go Diamond. Wow, hào hứng quá đi, mày bay như chim luôn rồi nhé. Yeah.
Vâng, chị đang ở bên và đây là phải nói là nhà thờ chính tòa đẹp nhất ở thành phố bên, ở phía sau trước mặt chiều và ở phía sau lưng là dòng sông A. Tuyệt vời đúng không? Rất là thơ mộng. Rất thơ mộng.